Hi, Dương xin chào tất cả các bạn đến kênh YouTube của Dương. Hôm nay Dương đi làm gì sớm nghe cả nhà. Thì Dương đi có ra mà cái cánh đồng ở sau lưng mình đây, mình sẽ bẫy quất nha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem quất mồi mình nha. Đây, quất mồi mình đây. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đi vô rừng nha. Ok, thì bây giờ Dương sẽ đi ra ngoài này test lo nha. Thì cái lúc mình đặt cái bẫy này mình không có nói chuyện đây nha các bạn, tại do con quất nó khôn lắm. Nhưng mà mình nói chuyện là nó sẽ nhát nha, nó không lại nha, nó chạy đi á. Nên lúc mình đặt bẫy mình không nói chuyện, mình đi ra đây mình gà máy thôi. Có chim nghe các bạn, wow, ở đây nước ngập quá, chưa đắm gừng à. USB driver mode. Wow. Bên kia. Con cặp. Ok. Bây giờ nó gào quá nha các bạn. Ôi, thì mình nghe chung rung đó, rung một bài lụm mày bíp bíp đây bài kia con lầy bên kia nó bữa mới chiều mấy bữa chưa đá thì mình sẽ đi vẫn thu phục nó luôn.
chung lên men nữa các bạn ơi. Đã dính nữa. Bíp. Bíp bíp bíp. Áo, dính rồi. Đây là con nữa. Đây. Hai con. Đây. Hai con nha. Ô, ăn cạo luôn. Dỗ vậy. Này dài dữ à. Thôi, cái lo mình hư rồi, giờ về. Nha các bạn, thì mình lượm được hai con nha. Đây. Bây giờ. Rồi, giờ mình về thôi. Hôm nay có thu hoạch. Sập nữa. Về sửa cái lo lại thôi. Được hai con mà dính hư cái lo lỗ rồi. Buổi chiều đi bé quốc của Dương được hai con nha cả nhà. Đó, nè. Một con cha đang trong lịch với là một con ở ngoài. Wow. Rồi, bye bye Dương, bye bye cả nhà nha. Hẹn nhà clip sau nha. Bye bye. Sao mình đi bắt mình sẽ quay cho cả nhà xem đó nha cả nhà ơi. Nè. Này nút phèn lên giò đóng phèn không à. Đó. Đây các bạn. Đó. Buổi chiều nay vừa được hai con nha. Thì chắc là giò nút phèn đi ở đây nút phèn cho nên là giò cắn nút phèn không à.